Hello chị Lê Hoa nghe. Chị đi đâu vậy chị Lê Hoa? Mấy cá hay cưng. Dạ dạ. Cẩm Thao làm gì vậy? Chị quá trời mừng rồi cưng ơi, quá trời vui rồi. Cẩm Thao nước mà mừng trời. Quá trời vui, chị không biết cái gì nữa. Chị quá trời mừng, bữa nay chị vui cho Cẩm Thao đi gọi đầu đó vậy? Đâu có. Bữa nay chị không biết cái gì mình cứ chị mừng quá trời mừng rồi. Mừng mà sao bữa nay thấy cái đầu cổ bồm sòm, mặt mày xanh lè hả? Bữa nay không trang điểm gì chứ vậy? Mà bữa nay chị mừng lắm cho tin vui cho mấy cưng hay rồi. Tin vui là tin gì nói cái coi hồi hộp nè. Nhưng mà vui dữ lắm, tin mừng luôn. Tin mừng luôn ha. Cái gì? Đâu bật mí ơi, bật mí ơi. Bật mí ơi cái gì ạ? Không biết sao mà lỡ qua 3 4 ngày nay mà chị tự nhiên chị có cái tin mừng quá trời mừng rồi. Vậy đó hả? Qua ba của ba. Là nó dắt cái xe chị đi rồi chị mừng hả? Ở xe đâu rồi ta? Ủa xe đâu rồi? Gì hả? Dắt xe chị đi chị mừng chứ. Báo tin mừng cho mấy cưng hay là tin mừng khác. Mừng gì? Tin mừng quá trời mừng rồi. Sao nói nghe. Đó, mai tin mừng ghê luôn. Làm sao? Bây giờ chị chở cho nghe nghe, bây giờ chị có này nè. Cái gì vậy? Chị thử que được 3 gạch rồi nè. Que thử thai. Que thử thai. 3 gạch dữ vậy? Chị thử sao mà 3 gạch nào. Người ta có 2 gạch rồi chứ tới 3 gạch dữ vậy? Mà sao có que bự cho bá thử sao được ta? Que này của ông nội nào bán gì bự vậy? Ông tiệm ngoài trước tay một kia kìa. Vậy hả? Ông nội tôi hỏi chú ơi bán cho tôi cái que thử thai. Để đọc ông được cái que này nè. Trời ơi trời. Ông nói cái xe của chị là cái xe này nó vừa. Còn cái kia không vừa của chị. Mà thường thường ta có 2 gạch rồi sao mà chị tới 3 gạch đi nè. Mà không biết sao nó 3 gạch lượt luôn nè. Chắc ngồi đi ra ngoài hỏi bác sĩ. Quá mừng rồi, bữa nay chị vui mừng ghê luôn vậy đó. Vậy là cái thao này chị thử mới ra đó hả? Mới thử ra xong nè. Anh thằng bò đái nhiều dữ. thử trong cái ly nhỏ xíu à. Tôi để cái ly mà này để cái thau. Chị thử cái thau mới được. Cái thau mới vừa. Đầy thau luôn á hả? Đầy thau nè, nó giống thau. Trời cái này còn hơn là mưa 3 4 bữa. Lỡ qua có 3 bữa mà chỉ có 3 gạch liền đó. Vậy là cái thau đó nước tiểu quá hả? Nước tiểu chị nè. Trời ơi. Này trâu bò gì. Chị thử đi chị nhúng vô hả? Chị thử đi chị nhúng. Đâu nhúng sao? Tới 3 gạch hả? Để sao? Chị thử xong. Giỡn lên 3 gạch hả? Trời ơi. Nó 3 gạch liền. Trời ơi. Mừng quá mừng rồi. Gió à, gió à. Mấy chục năm trời. Năm nay đó mới được 3 gạch rồi đó. Trời ơi. 61 tuổi mà được 3 gạch ha. Không biết tình này tin buồn hay tin vui nha. Chị vui hả buồn? Vui ha. Con Trinh là con 2 gạch đó mà chị lên tới 3 gạch. Trinh qua thử là nó 2 gạch mà chị 3 gạch. Không biết sao chị 3 gạch luôn nè. Trời ơi. Nó còn nước tiểu của chị thao lặng nè chứ không. Nước tiểu luôn đó. Vậy. Không, cái này chắc sức khỏe tốt ha, nước chân tươi ha. Nước chân tươi. Vô à, chiếc này vô à. Bởi vì mừng quá trời. Cái này có lẽ là chị nhắn trên cái đoạn video này nhắn với Lợi vài câu coi. Nhắn với ông. Anh Lợi ơi. Anh Lợi ơi gì? Anh Lợi ơi. Em bữa nay là anh cho anh 2 tin mừng. Là từ ngày anh qua tới giờ 3 4 ngày nay là anh được 3 gạch anh Lợi ơi. Đó, bữa nay báo cho anh hay nghe là 3 gạch đó nghe anh Lợi. Anh chuẩn bị tinh thần đây nha. Chuẩn bị Lợi nuôi con đã luôn à. Em thử sao 3 gạch nè. Con Trinh nó cũng 2 kìa đó, con Trinh nó 2 kìa đó, bà ba nó im đó. Đó anh Lợi ơi nè, em thử một thao nước tiểu nè anh Lợi. 3 gạch luôn. Rồi, ai chị Hoa ơi, thí dụ như nữa mình có bầu á là mình mình chịu con trai hay con gái? Thích trai hay gái? Ta chị cũng trai cũng thích mà gái cũng thích mà giờ chị thích giống của chị à. Đó, vậy đó. Bằng luôn. Vậy là thích trai hay gái mới được chứ. Trai ha. Giống Lợn. Giống Lợn ha. Tại vì là muốn lấy da giống bên ông Lợn. Lợn là trai ha. Áo bóm và thòn hiểu không? Vô à. Vậy đó chị chịu. Vô à nha, chuyến này êm à, chuyến này Lợi là hay tin chắc Lợi cũng vui à. Vui lắm à. Hai vợ đẻ lượt luôn. Trời ơi. Hôm qua có mấy bữa bởi vì bữa nay thử thấy là mình ấy để đi ra thử nè, mua dâm một cái que về thử nó thử sao bữa nay bay gạch luôn nè. Rồi nó tiễn chiếc xe đi chưa? Hả chưa, đâu có đưa đâu còn. Rồi vậy đó ha. Công nhận nhạy ghê hết trời. Trời ơi, cái gạch nó đỏ ngầu ha, nó sáng trưng ha. Gạch này lên bự bự ông. Vàng luôn, ba gạch luôn. Que này nhiêu tiền chị?
Que này có 20 ngàn nè. Tại cái loại này nó bự nè. Tại vì cái ni của chị là cái này đó mới vừa. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái nhỏ có 10 ngàn nè. Ừ. Nhìn cái que tưởng nó thử cho heo. Bộ rồi. Bự quá vậy. Tôi nhớ cái que của người ta có chút xíu à. Chừng gan tay dữ lắm không tới nữa. Thì cái que kia nó nhỏ không có đủ cái ni của chị. Cái xe của chị cỡ này đó. cái thao đó là mới nãy là chị là một lần vậy là lưng lưng vậy hay là chàng thao luôn nói vậy nè, nó nói gì nè, không lần một vậy đó hả, một lần vậy hả, mỗi lần cỡ lần vậy đó cũng dữ quá. Bởi vì mấy bữa nay mấy em vô đây toàn nước ngập mắt cá chứ không chị luôn dám bả chứ không ai chứ vô nước lên tới mắt cá bởi vậy trong xóm này nó ngập hoài. Trời ơi tôi với chị Lê Hoa luôn, chị Lê Hoa ô dễ quá, một lần là một thao vậy đó chị Hoa. À, mỗi lần thử lần thao vậy không đó. Trời ơi ghét chứ, ôm nhòm ôm nhách. cái này là thử lần đầu hay là thử 2-3 lần rồi chị? Cái này là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai à. Chính xác luôn rồi đó ha. Rồi ba gạch là chắc ăn rồi, rồi. Vô lần rồi cũng ba gạch đó mà sao lần này chị thử là coi có lên xuống gì không, rồi xong y sinh cũng ba gạch rồi nó đậm hơn đó kìa. Nó đậm quá đậm rồi. Vô. Lần trước thì nó ngay ba gạch nó hơi lợt. Cái này nó hơi đậm nè, đậm bò luôn nè. Vô mảnh này. Vậy là hổng gà nó có ăn uống được không chị? Ăn uống được em không? Nó ngay ăn lúc trước chứ không có vụ này thì nó ăn dữ lắm mà lúc mà từ ngày mà giờ chị thử về tới giờ sao ăn yếu quá. Ăn yếu vậy rồi. Bây giờ để chứng minh là chị ngước cổ lên là thường mạch cổ hay nhảy à. Là chị cho nó nhảy mặt mặt đó ha. Đó nhảy đó. Đó không giật đó. Thường thường mới ngỡ ngén là nó kìa kìa. Đó là giật nào bắt đầu giật nè. Nè giật. Có bầu thì không đâu. Giật mà còn bập nữa đó. Chị mặn cá ngày hôm qua nay rồi sáng này cũng vậy, mặn cá xin muốn ói hoài. Vậy đó hả? Tanh đúng không? Vậy là không mà ba gạch này theo tôi nghĩ chắc sinh đôi vậy đó rồi. Sinh ba luôn, ba thằng. Mấy bữa gà thèm chua thèm ngọt dữ quá. Thèm chua hả? Hồi chua là con gái nha. Rồi bởi vì ăn xà sống hoài với ông không biết dạ. Rồi bữa đó bà ăn nguyên cái dĩa xài với ăn cốc xài tùm lum chứ lúc trước ăn rồi. Lúc trước ăn cho thèm được chua lắm, thèm được ngọt không hà. Mà ăn trai gái gì cũng là con mà. Nói không? Vậy là chút xíu là có thèm không? Chút xíu đi mua một khế chua cho. Bây giờ thèm được chua đó. Thèm được chua ha. Chị Hoa này chắc đẻ ở nách quá. Nắng như lợi kêu lợi kiếm việc làm đúng rồi nuôi tới hai bà lắm đó dạch. Chứ không thôi nó bắt chị đi sinh giống như Trinh. Thôi chị đi bán chứ chị có đi được. Chơi chơi chân sinh là nuôi nó không á. Không chị Hoa ơi, hổng gài rất là nhiều ông luôn mà bây giờ trong mấy ông đó là mình thương lợi nhiều nhất cái gì chị Hoa? Thì lý tưởng nhân lợi nhiều nhất đó. Rồi à chảy sao chị Hoa? A chảy thì cũng được đây mà không có bằng của ông lợi. Mà tại vì ông đi qua lợi hoài phải không? Ông đi về thế giới bên kia rồi, không có này á. Ông về thế giới bên kia rồi. Ba gạch này chứ tôi không có nghi của ai chảy đâu, tại ông đi về mà. Còn ông lên sao? Còn lên ông lợi giờ cũng chính xác chứ mình lôi lỏng đến mình hoài á. Vậy đó ha. Giờ nghi của ông lợi không có ai. Ông lợi nó thường nó lợi qua giờ nào? 7-8 giờ tối gì? Cái khi 5 giờ có mở cái tối luôn gì đó. 9-10 giờ mới về. Rồi. Rồi. Nào xong rồi mới về ha. Khi nào xong rồi mới về. Trả bài rồi xong mới về. Bữa trước là quằng thăm mắt luôn mà phải không? Qua là quằng vậy không đó. Trời ơi. Ý là chị Hoa muốn là có con cho bằng được cho nên quằng nhỏ cho. Muốn vậy đó mới nắm được lại được. Nên thôi để ông đi về hoài rồi. Rồi bây giờ Trinh nó cũng 2 gạch, chị 3 gạch gì nè. Rồi bây giờ vụ này giải quyết sao giờ chị Hoa? Có Hoa nên nói chuyện với nó đàng hoàng không hay là sao? Giờ con ai nấy nuôi đi chứ sao? Còn ngày nuôi chứ không thôi, nếu chị nuôi là chị nuôi lợi luôn đó. Mình đứa nữa. Trời thà mình nuôi đi mình lo lợi về đây. Tại mình muốn nắm lợi mình mới để vậy đó. Vô à? Vô à. Kèo thơm nè. Công nhận ha. Cái giới thiệu cái tiệm bán que này hồi cho em đi mua một cây coi. Em cũng mua một cây luôn coi.
Tiệm ngoài đầu chợ không phải nè. 20 ngàn hả chị? Cái 20 ngàn que loại que nhất. Que nhất. Que đặc biệt. Xe đại. Còn que nhỏ có 10 ngàn à. Chị kêu lấy cái nhỏ ông đó nói cái xe của chị là cái que này mới vừa trầm của chị. Đúng rồi. Cái nhỏ không có vừa. Vậy là ngâm ha. À, tại vì bên phụ nữ em không biết. Mới nãy em thấy chị lấy tay phát lên luôn vậy hả? Đây là chị ấy phát tay giống bữa nãy thôi. Thử là chị thử chứ. Ờ cái đó của chị mà. Chị phát tay. Chị là thử vậy đó nghe cô bác. Thử luôn. Ờ rửa luôn cho sạch sẽ ha. Không cái này là đóng vô tủ kiến rồi chân được à. Yêu mà. Rửa tay lau mặt luôn hả? Ơi. Mấy kiểu của mình mà đâu đó, chị ba đây có tin mừng, mấy tin mừng ở tin buồn đây nè, mừng ghê luôn hả? Cái khán giả là gầu cho chị rồi đó. mà chị vui hay buồn rồi chị qua? Thì chị vui chứ có buồn đâu. Vui ha. Ừ. À. Vui. Thấy là có tin này là ba được ba gặp, thử được ba gặp là chị mừng. Nữa tính đặt thí dụ như nữa có bầu thiệt rồi tính. Tính đặt con tên gì? Con tên gì? Cái tính. Thì nữa mình lựa cho mình đặt. Ừ. Giờ tên Lợi rồi đó. Giờ đặt tên gì cho nó hợp với hai cha con đi. Nếu mà để con trai thì đặt tên Vinh. Trời ơi. Vinh nha. Còn gái. Con trai thiệt quá à. Giỏi ha. Đặt tên Vinh. Còn gái đặt tên gì? Hả? Gái đặt tên Kiên. Tên đậu vậy? Tên quen nghe mấy tên đẹp rồi nha. Thông dụng. Tên nó mới đẹp đó. Trai thì Vinh, còn anh gái thì tên Kim. Rồi đấy nha. Các chị sanh đôi quá chị ơi, cái ba gặp là các sanh đôi rồi. Sanh ba luôn. Dồn à. Sanh lần chó đã hả chị? Đó vậy, chị muốn gì đó sanh, đi sanh 2, sanh 3 gì cũng được chân là sanh lần một thôi. Nuôi cho nó đã. Đó giờ mình cũng mơ ước được có con mà đâu có được phải không? Nhưng bây giờ tới nay bây giờ quá mừng rồi. Có con nó mừng quá. Ồ cái này còn hơn trúng số nữa. Hết lớn luôn. Trời ơi. Lợi công nhận nó hay ha. Làm cái dính hai bà ha. Công nhận thiệt. Lợi bà qua mà còn có còn hay, bà còn ba hay, nữa chứ người ta. Hay trời. Chắc. Rồi để nha, mốt tới chùm hôm đó nha. Rồi thôi chúc mừng chị Hoa nha. Chúng ta gặp lại chị Hoa nha. Lấy qua thử ba gặp ta cũng mừng quá cả nhà ơi. Rồi thôi tôi em về, giờ mai mốt tôi em ghé. Rồi chào chị. Quá mừng rồi. Rồi chúc mừng chị Hoa. Rồi gặp